Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Sơn môn của Bách Hợp Thánh Tông. Nếu huynh sư tỷ, sao hôm nay lại là tỷ canh gác sơn môn vậy ạ? Tỷ là đệ tử chân truyền cấp võ vương cơ mà. Chẳng lẽ sư tỷ động lòng xuân, bị tông chủ bắt được? Nhà đầu thối, sao lại lắm chuyện như vậy? Muội quên ta là giới luật đường chủ rồi hay sao? Thèm đón hả? Tông chủ nói, hôm nay có khách quý ghé thăm, sai ta tới đây đón tiếp. Tới rồi. Nghênh ngang không buồn ẩn nấp, đúng là không xem thánh tông ra gì. Vạn cổ tối cường tông tới đập phá đây. Y phục này hình như là thiếu gia Mộ Dung Thiếu Lần. Cứu mạng. Sư muội, muội nhận nhầm người rồi. Ta nhớ Mộ Dung Thiếu Lần trông cũng giống người lắm mà. Ta bị đánh mới thành ra thế này. Ấy, lại nữa rồi. Xin lỗi, đã đả uế vật này làm bẩn mắt của hai vị tiểu thư. Tại hạ là đệ tử của Vạn Cổ Tối Cường Tông Tô Tiểu Mộc. Độc thân vui vẻ, xin hỏi có thể mời hai vị tiểu thư đi ngắm hoa thưởng trăng, ngâm thơ đối ẩm hay không? Ây à, nói như vậy có hơi kỳ cục quá hay không? Nhưng mà ngụy não đã dạy như thế mà. Ăn nói hàm hồ, trang phục quái gở, đáng chết. Cầm kiếm bằng tay trái, vị tiểu thư đây kiếm pháp thật là tốt à. Đao kiếm vô tình, tiểu thư cẩn thận, kẻo ngộ thương người có lòng. Quái, ới. Lấy người làm khiên, vô sỉ. Vậy thì sao, ngươi không dừng tay lại đi, toàn đâm chúng ta thôi. Trò đùa gì vậy, trình độ còn kém xa tội kỷ sư huynh. Xem ra nhân duyên của ngươi cũng chẳng tốt lành gì, vị tiểu thư kia cứ nhắm ngươi mà đâm. Ngươi, ngươi nói bậy, ta làm gì có. Nhân cơ hội trả thù tên biến thái quấy rối các tỷ muội, đều là tại người. Đúng thế. Có phải cô ít khi nói dối lắm hay không? Nếu đã mượn tay ngươi chút giận, vậy thì ta sẽ miễn cưỡng coi ngươi là đối thủ thực thụ vậy. Tại hạ Liễu Hình, giới luật đường chủ Bách Hợp Thánh Tông. Quy định Bách Hợp Thánh Tông là ta. Quy định quy tắc hành vi của Bách Hợp Thánh Tông. Bách Hợp Thánh Tông các cô nhiều quy tắc như vậy à? Còn cấm cản yêu đương với người ngoài tông môn. Có gì đó sai sai, không phải chỗ các ngươi chỉ có đệ tử nữa thôi à? Vừa lấy ngươi kéo theo kẻ khác, ta cũng chưa dốc toàn lực. Nếu là quân tiên phong tới đập phá, vậy thì chắc ngươi không chỉ là có mỗi một chút thủ đoạn đó đâu nhỉ? Chỉ có Liễu tỷ tỷ coi khinh ta rồi. Ta được xưng là làm nhân nhanh nhất Vạn Cổ Tông. Nghe nói đệ tử nội môn của Vạn Cổ Tông tài nghệ bất phàm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Lạc Vũ Kiếm. Chậm quá. Ám Vũ Kiếm. Tiểu Mộc đừng làm loạn nữa. Hành Cô Lương. Chiều này đã đả thương cả kẻ địch lẫn bản thân. Hành Cô Lương chớ lạm dụng. À được, được thôi. Cô Lương không cần phải căng thẳng như vậy. Chuyện này chúng ta chỉ là tới để làm đạo mà thôi, đảm đạo mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chẳng phải là kẻ ác nhân thất đức gì. Vậy xin mời vào, ông chủ cũng chỉ bảo ta ra đây thị uy thôi. Cô Lương, có ai từng khen cô thật thà hay chưa? Người họ Ngụy cấm vào sơn môn. Ngươi nói cái gì? Lão chân đầu. Ý của ông là tông chủ đương nhiệm của Bách Hợp Thánh Tông, tên là Trình Tuệ Tâm. Đúng vậy,
Đại tử của Ma Vũ Đường nói với ta như vậy, nói là vị Trình tông chủ này là kỳ tài ngút trời, công lực thông huyền. Chẳng lẽ Trình tông chủ cũng là tình nhân cũ của ông? Không thể nào, Trình Tuệ Tâm là cơn ác mộng của lão phu. Nghiệt duyên mà. Ngụy lão, với đẳng cấp hoa đào của ông, vậy mà còn có ác mộng nghiệt duyên. Ngụy lão quá là đào hoa, khác tông chủ hoàn toàn không có số đào hoa gì. Lão Cát, điểm ấy ta ngược lại không giống với người, ta cảm giác với vẻ đẹp trai của tông chủ ám đào hoa hẳn là rất nhiều. Hai người vừa mới nói cái gì? Xin lỗi, vậy mà không nhận ra người. Không đụng ngươi bị thương đấy chứ? Ây à, điển tình vừa chảy ngại loạn nữa rồi. Tông chủ sẽ đánh ta mất, hay là để bọn ta dọn dẹp giúp ngươi? Ây à, xin lỗi đại quan nhân, tiểu nữ đang mở cửa sổ không cẩn thận. Cảnh tượng này có chút quen mắt, hơn nữa đại quan nhân là có ý gì? Hả? Sao khe cửa lại tự mở ra? Đây là hồ nước. Là ai vậy? Mau đóng cửa nhà tắm lại. Lưu manh. Tiếp theo có phải ta sẽ gặp một cô gái giả trang thành lam hay không? À, đến rồi. Sư tỷ, Dung Nhi chỉ trộm mấy miếng bánh ngọt của tỷ, đừng động tay động chân chứ. Mau lặp lại những gì hai người vừa nói, nếu không ta sẽ đảm bảo cho các ngươi chết sinh động như thật. Cái này. Ôi à, ai dám cản ta? Rõ ràng là ngươi đụng ta. Vị ca ca này, ngươi đụng ta làm gì? Đau hết cả người rồi đây này. Tiểu ca ca, vừa mới nhìn trộm ta đâu. Tiểu ca ca, ta vừa mới đập trúng đầu đâu. Ngươi phải có trách nhiệm với ta, ta phải có trách nhiệm với ngươi. Theo lý thuyết, Thanh Dương đã giúp ta giải quyết phiền toái. Nhưng sao ta càng nhìn càng muốn cho tiểu tử này ăn đòn nhỉ? Mấy người các ngươi có trường mực cho ta. Quấn tông chủ, tông chủ của bọn ta nghe nói các người muốn đến đây cướp dâu đã bày ra trận địa. Cái đó, định cứ qua loa cướp dâu như vậy sao? Tông chủ nói nếu để ngươi dễ dàng thành công thì sẽ không trân trọng. Cho nên Bách Hợp Thánh Tông ta dùng tông phái làm đại trận, để 5 vị chân truyền đệ tử làm trận nhãn. Chỉ cần các vị có thể đánh bại 5 vị đệ tử chân truyền, sẽ được trông thấy Mộ Dung Hân Hân đã bị ma vương bị tông chủ bắt đi. Có phải tên thật của các người là Bách Hợp Thánh Vực hay không vậy? Nghe danh Vạn Cổ Tông, thực lực phi phàm đã lâu. Nhưng 5 người chúng ta cũng không hề yếu thế. Hãy giao đấu với nhau bằng thực lực đi. Các vị sư tỷ đã đi, các ngươi định phái ai ra giao đấu đây? Nói cho rõ trước, tay của ta đen lắm đó. Haki, Lý Thượng Thiên, ngươi nên đi. Khoái Thanh Dương đi, ta sợ chúng ta không đánh cũng thắng mất. Lý Thượng Thiên, ngươi chẳng có chút danh tiếng nào ở Vạn Cổ Tông, hình như mới chỉ đạt hạng 10 ở trong đám đệ tử nội môn thôi hả? Xem ra ta bị coi khinh rồi. Vậy cho ngươi nhớ đời này. Cái này tặng cho cô đấy. Đệ tử của Vạn Cổ Tông các người đều tùy tiện như vậy hả? Được, cái đám lăng nhăng các người tặng quà cũng chẳng có gì đáng mừng cả. Đấy nè, đeo nó lên cổ đi nhé. Từ khi nhập môn, tại hạ chưa học được bao nhiêu võ kỹ. Chỉ học được kỹ năng giết người. Cẩn thận, đừng chết trong tay của ta. Chiêu đầu tiên này là để cảnh cáo, mau đeo đạo cụ đó lên đi. Ngươi sao không chém thẳng vào ta? Thử xem nào, ngươi
có đủ khả năng để chém đứt đầu của bổn tiên hay không? Nhóc con, lúc nãy ngươi hành hoang lắm mà. Đao này không chém chúng à, quái lạ, tốc độ của cũng đâu là nhanh như vậy. Thực lực của Thượng Thiên rõ ràng là cao hơn cô nhóc ăn mày đó, bất kể là về tốc độ hay là sức mạnh. Sao bây giờ cục diện lại nghiêng về một phía, chống cậu ta như là bị trói tay trói chân vậy? Hình như từ lúc ở trên mặt nhóc ăn mày đó xuất hiện hoa văn hình sóng nước, tiết tấu hành động của ả mới trở nên kỳ lạ. Mỗi lần ả trốn thoát, đều ngay trước khi Lý Thượng Thiên ra chiêu. Đây là công phu giết người mà lúc trước ngươi nói hả? Sao đến cả đánh người cũng đánh không trúng thế? Còn xa chân vào bẫy nữa. Cô có thể đoán trước động tác của ta sao? Chưa hết. Vậy cô có thể tránh né bẫy dập của ta khi nó được kích hoạt chẳng lẽ? Có thể đoán trước được chuyện sẽ xảy ra vào mấy giây sau. Phản ứng nhanh đấy nhỉ? Nhưng có sự hậu thuẫn của tiên gia, ta đây nào bất bại. Ngươi định nhặt kèo thế nào đây? Tiến ra, cách gọi quen thuộc quá. Hơn nữa, cách khuôn mặt của xét từ thời gian ta kích hoạt cạm bẫy và thời điểm cô tránh né dự kiến 2 giây, cũng may chẳng nhanh gì mấy. Ngông cuồng. Để máu bốc hơi thành sương mù, muốn cản trở tầm mắt của ta sao? Tiên gia đã nhìn thấu chiêu này rồi. Bao gồm cả chiêu này của ngươi nữa. Lông cận. Tiên gia đoán biết đường, tương lai đâu phải là dựa vào tầm nhìn. Nhường rồi. Tự dưng ta không cử động được nữa. Ngươi hạ độc, nhưng mà vào lúc nào cơ chứ? Máu. Trong máu của ngươi có độc. Chẳng lẽ ngươi là độc nhân lấy cơ thể nuôi dưỡng độc trùng? Bạn cổ tông tàn nhẫn như vậy sao? Ngươi còn đeo mặt nạ nữa chứ? Chẳng lẽ hơi thở của ngươi cũng chứa chất độc? Những cái trò suy diễn của cô, ngừng cái trò suy diễn của cô đi. Còn độc nhân nữa chứ? Chúng ta uống đang dược chữa thương, đan dược tăng cường thể lực như ăn cơm ba bữa. Ta sinh bệnh thôi cũng đã là không tôn trọng thần dược rồi. Ta chỉ hòa tố thể đan vào máu. Tố thể đan phát huy hiệu lực sau 3 giây. Hơn nữa nếu sử dụng lần đầu sẽ gây ra hiệu quả khiến cho cơ thể cứng đờ. Vậy nên mới qua mặt được dự đoán của cô. Bây giờ cô cảm nhận kỹ lại xem, sẽ thấy thể lực của cô mạnh hơn không ít. Con người của ngươi cũng tốt đấy nhỉ. Vậy mà không phải hạ độc. Hạ độc một cô nhóc ở tông môn của chúng ta, cho dù là Tô Tiểu Mạt cũng không làm ra được chuyện như thế. Hắn vừa khen ta đấy à? Cô nương, tiên gia mà cô nói, ngoài nhìn thấy tương này, có phải còn rất giỏi tâm bảo hay không? Hả, đúng thế, chẳng lẽ khi nãy ta vui quá nên khai hết về tiên gia rồi ư? Không có đâu, chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Tiên gia rất mạnh nhưng mà tụ tập vẫn chưa đạt thành quả. Lần này đi đập phá, sao có thể nhẹ nhàng như vậy được? Cô nương, canh giữ ở đây chạy trốn rồi hả? Sao lại để cho bức tượng kỳ lạ này ở đây? Để lại cho chúng ta một cánh cổng trống trơn hả? Vậy ta không khách khí nữa đâu.
Thế đao xạ môn.